Chào cả nhà, hôm nay mình đi sẽ đi chợ Costco nha. Cả nhà coi coi hôm nay mình đi mua gì nha. Bây giờ mình đi vô Costco thôi. Vô Costco nha. Rồi, TV quá chừng luôn nè. Lạc thật. Đây. Coi hột xoàn nha cả nhà. Đâu mình cũng vẫn thích coi hột xoàn nha. Hột xoàn trong đây gì chứ họ bán tốt đó, loại này tốt lắm đó nha. Mọi thứ loại hết. Trong này cũng có bán nè, trân châu nha. Mình đang quay cái hộp xoàn đó ha, 2 carat nha. Cái loại khách này là đẹp lắm á, 20 ngàn. Rồi GVSS1 nha, platinum đó, rất là đẹp nha. Trong này cũng bán quần áo nha cả nhà, đủ thứ loại hết. Già trẻ gì cũng có hết. Để đi cũng có luôn. Áo này 20, áo len. Rất là mềm nha. Này, áo nít. Nó lạnh. Quá chừng. Của anh trai, anh gái quá chừng luôn. Áo lạnh như vậy mà có 15 đồng thôi đó cả nhà. Hạ giá nè. Ấm dữ lắm mà có 15 đồng. Nó dễ thương. 4 tuổi. Bên này thì đồ chơi. Đó, đồ chơi có mấy nít quá chừng. Bên đó là chocolate nha. Đây là bắp rang nha. Hôm nay là chocolate kẹo quá chừng. Nguyên giải kẹo. Bên đây là đồ chơi. Ai mày mới thấy này nha cả nhà. Cái này là đùi đùi heo á, từ Spain nha, Tây Ban Nha. 99 đồng, 99 cent, cũng như là 100 đồng á. Là một cái đùi bự như vậy. À. Này mua mà tặng được á. Họ có quà bán nha cả nhà. Từng hộp này luôn nha. Bánh đậu trọng 40 đồng. Bây giờ lại coi chỗ đầu biển đâu nha. Cá đâu. Cá hồi nè. Phi lê á. Cá trắng. Cá hồi quá chừng luôn. Mahi. Sea bass, mấy cá này dễ hấp cái chiên ngon. Ra đây bán bánh nha cả nhà, à, bánh đủ thứ loại hết. Muffin nè, có diệp quất, đủ thứ bánh ngọt nha.
lại mua bánh mì. Đây thì bán thịt đủ thứ loại nha, thịt bò. Quá chừng đủ thứ loại. Bữa nay thịt cũng không đến nổi nha cả nhà. Đây là mấy cái sườn cụ đó, thịt cụ, xúc xích. Ăn thử đi. Mua có nhà có sốt đó, còn sốt đó. Mua về ăn thử đi, còn ngon. Rồi, cả nhà hôm nay nè, hôm nay là không còn giấy luôn nha. Đó, giấy đi cầu, giấy chùi tay không còn. Là không còn một miếng luôn á nha. Mình không cần mua nhưng mà, wow. Giờ mình đi mua nước nha. Mình ưa uống nước đây nè. Rồi, mình mới mua 6 cái nước nha. Giấy này còn. Giấy này mình không cần. Đây, kẹo chocolate đây, đủ thứ loại hết. Đây cũng có bán sách nữa nha. Gift card, quần áo. Mình xuống dưới đây mình mua đường với dầu nha cả nhà. Thôi cả nhà, dầu nay 30 mấy đồng lên giá ghê luôn á. Mình mua hình như có 20 mấy đồng thôi. Cái gì bây giờ nó cũng lên giá hết cả nhà. Hồi sáng mình đi mua nước mắm mà trời ơi. Lên hả? Gì khoảng 50% á. Mà còn không có hàng mới còn nói lên nữa nữa chứ. Đây, thấy xe của mình đó cả nhà. Rồi, xe này của mình nha. Đó, bữa nay mình mua được gì á. Rồi cả nhà, hôm nay mình đi mua đồ là tổng cộng là cộng làm 193 đồng 11 xe nha. Rồi, bây giờ mình đi về nha cả nhà. Xong đi chợ. Sáng giờ đi mấy chợ rồi đó. Rồi, chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà lần sau. Bye.